Xin chào quý anh chị nhà đầu tư Chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối Tại kênh Safari Investment Và tôi là Quân Đông Sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay Chủ đề mà ngày hôm nay Đông muốn mang lại để gửi cho cả nhà Trong một cái phiên phục hồi đầu tiên của thị trường Thì có lẽ tâm lý chung của nhà đầu tư Cũng tích cực hơn một phần Chứ chưa gọi là quá là vui vẻ gì Sau một cái giai đoạn thị trường đổ vỡ quá nặng đúng không mà Thì cái chủ đề ngày hôm nay Đông chia sẻ đó chính là Đừng giải ngân mua nếu như mà chưa biết điều này, vô mua chi để rồi cắt lỗ Thì chắc chắn những anh chị chúng ta đang cập hàng cũng khá là lo lắng Và cũng sẽ nghĩ rằng Đông sẽ đưa ra những cái biến số gì đặc biệt của thị trường Thì đặt ra không có trong video này anh chị ha Và đặt ra video ngày hôm nay Đông muốn nhấn mạnh để cho anh chị biết được rằng Trước khi mà chúng ta mua dù ở giai đoạn vùng đáy hay ở giai đoạn vùng đỉnh Thì chúng ta cần phải xác định được là chúng ta là nhà đầu cơ Chúng ta đánh lướt sống hay chúng ta là một nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại chúng ta đi mua gom cổ phiếu vì chúng ta sẽ có hai kịch bản ví dụ như đó với anh chị là một nhà đầu cơ đi anh chị mua cổ phiếu nhưng mà khi cổ phiếu nó giảm thì anh chị lại trở thành một nhà đầu tư bất đắc dĩ thì rõ ràng cái đó nó cũng không hiệu quả và ngược chiều đó anh chị là một nhà đầu tư anh chị mua tích góp anh chị mua gom cổ phiếu anh chị có được các vị thế rất tốt nhưng mà chỉ vì những cái diễn biến ngắn hạn của thị trường nó lại làm cho anh chị lo ngại lo sợ và anh chị bán hàng ra dẫn tới là cổ phiếu nó tiếp tục tăng và anh chị đánh mất một cái cơ hội kiếm tiền nên đông nghĩ ở giai đoạn hiện tại việc mà chúng ta định hình được chúng ta là ai và chúng ta sẽ làm gì với số tiền của chúng ta và tâm thế của chúng ta tham gia vào mã cổ phiếu đó như thế nào thì đông nghĩ đó là một điều vô cùng quan trọng à, nên là đông muốn chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm nay cũng như đông sẽ cùng với anh chị đánh giá qua một số những cái điểm tích cực của thị trường trong phiên ngày hôm nay và một số những cái điểm mà thị trường chưa đạt được để chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh nhất về thị trường ha và đông mời anh chị bắt đầu video ngày hôm nay và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Đông cũng sẽ à, diễn tả lại hai cái quan điểm của Đông trong hai ngày vừa qua để cho anh chị liền mạch cái quan điểm trước khi chúng ta vào cái phần nội dung chính để anh chị hiểu thêm về Đông ha. Thứ nhất là ở cái video ngày 30 tháng 10 Đông chia sẻ cho cả nhà đó chính là ba vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm ở thị trường ở bối cảnh hiện tại trong mở lớn anh chị ha. Thì à, vấn đề đầu tiên đó chính là rủi ro doanh nghiệp lớn tác động lên các chỉ số thì rõ ràng anh chị thấy là họ Vin hay là Masan hay một số cái mặt cổ phiếu như là SAB hay là mã cổ phiếu Vinamilk cũng không còn phải là vấn đề nữa nên là đánh giá vấn đề này chúng ta được cộng một nè còn thị trường chiết khấu chưa đủ sâu tâm lý chưa hoảng loạn thì rõ ràng cũng đã có một cái mã cổ phiếu trong các cái nhóm cạn biển nhóm thủy sản nè các cái nhóm mà nó giảm sâu so với là những cái nhóm mà giảm trước bất động sản hay nhóm chứng khoán thì nó cũng đã giảm tương đối nhưng mà một số cổ phiếu quá khỏe như là FPT đi phiếu đó nó quá ít thì nó chưa có giảm nhiều hay là việc công băng là hàng điều tiết nên nó chưa giảm nhiều nên ông đánh giá cái này chúng ta sẽ có nửa điểm ở đây vậy thứ số ba đó chính là lực cầu bắt đáy ở các mã cổ phiếu giảm sâu à, có khả năng suy yếu hay không? thì đông đánh giá cái này nó không có suy yếu à, bởi vì các mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản thì vẫn cân khá là tốt à, thậm chí là ngày hôm nay thì cũng đã có những cái nhịp bật phục hồi lên à, ngày hôm đó thì đông đánh giá các mã cổ phiếu trên thị trường thì tiếp tục giảm nhưng các mã cổ phiếu nó đã tạo được cân bằng hai đấy như băng của bất động sản thì vẫn không giảm nên chúng ta đã có hai trên ba điểm và ngày hôm qua thì đông có việc bận nên đông không có làm video để cập nhật lại cho anh chị thì cái quan điểm đầu tiên của đông về thị trường á đó chính là những cái vấn đề chúng ta đã thấy là không có yếu tố lệch đi kể cả phiên ngày hôm qua cũng như thế nên là Đông vẫn giữ cái quan điểm là trong tuần này thị trường sẽ có một cái nhịp hồi phục à, cho nên rằng là Đông đánh giá là ở giai đoạn vùng này á, thì theo yếu tố số 2 á, mà Đông chia sẻ cho anh chị á, là cái cơ hội ở vùng này nó nhiều hơn rủi ro À, nó theo một cái mức theo số liệu đó chứ hoàn toàn là 31 tức là vùng này có thể là sẽ giảm thêm nữa nhưng mà vùng này giảm thêm nữa cũng sẽ không giảm quá nhiều nhưng khi bật lại thì sẽ là một trong những cái cơ hội khá lớn cho nhà đầu tư của chúng ta à, và ở cái nội dung đầu ngày hôm nay khi đông chia sẻ cho các anh chị thì về phần hành động thì đông cũng sẽ chia sẻ ra hai cái quan điểm à, anh chị phù hợp với quan điểm nào chúng ta sẽ đánh theo quan điểm đó đối với là những anh chị nào mà chúng ta thích độ an toàn cao lợi nhuận chúng ta không cần phải quá vượt trội trung bình so với là bình thôi chúng ta hãy tập trung cái mã cổ phiếu à, v -V 30 chiếc khấu sâu như vre nè à, hay là hòa phát masan rvr hay là vinamilk à, còn các mà cổ phiếu có độ rủi ro cao và lợi nhuận chắc chắn vượt trội hơn so với thị trường trong một khoảng thời gian ngắn bởi vì các nhóm này nó giảm nhiều cũng như dòng tiền của nó khá là mạnh và đặc biệt là tâm lý của nhà đầu tư khi mà thị trường hồi phục người ta sẽ mua nhưng mà cổ phiếu này đầu tiên nên mình phải mình phải đi theo dòng tiền mình đón đầu chung với dòng tiền thì cái mà cổ phiếu nhóm bất động sản này DGCO Đức Xanh này là nhóm chứng khoán này, BND, VCA hay là mã cổ phiếu SHS này à, vào lúc 9 giờ 83 phút sáng Đông có chia sẻ cho cả nhà ha. Thì nói chung thì quan điểm của Đông trong ngày hôm nay cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là Đông sẽ đánh bật cho anh chị thấy là ba cái điểm quan trọng nhất của thị trường ngày hôm nay mà chúng ta cần phải quan tâm. À, Đông sẽ mở cái slide trước trước khi mà mình vào cái phần phân tích kỹ thuật anh chị ha. Và nếu như anh chị cảm thấy video hay, cũng như là hữu ích và mang lại được nhiều giá trị đầu tư cho anh chị thì anh chị cũng có thể ủng hộ cho đông bằng cách nhóc vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này ha và nếu như đây là lần đầu tiên mà anh chị biết tới Safari Investment thì cũng rất là cảm ơn vì chúng ta có duyên gặp nhau và để chúng ta kết nối được với nhau tốt hơn trong buổi điện sắp tới anh chị cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để khi mà đông à, ra các video mới thì sẽ gửi thông báo tới cho anh chị sớm nhất ha ngoài ra thì anh chị có nhu cầu về tư vấn cổ phiếu hay là muốn nhận những cái quan điểm về thị trường anh chị có hãy là quét cái mã QR ở đây để tham gia vào trong nhóm Zalo anh chị ha và đông rất là mong muốn có thể sẽ gặp anh chị và phải trao đổi cùng với nhau trong cái trong nhóm cộng đồng này ha trở lại video ngày nay của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 điểm sáng phục hồi đầu tiên của thị trường à, trước mắt đông sẽ đi về vườn thị trường trước để cho anh chị nắm à, chúng ta sẽ có ba cái điểm mà đông đánh giá khá là quan trọng đó chính là yếu tố đầu tiên đó chính là khó ngoại tham gia mua rộng mạnh ở ở cái nhóm mà nhạy nhất so với lại thị trường đó chính là cái nhóm chứng khoán à, đây là một trong những cái điều mà chúng ta đã được thấy đã được thấy ở trong phiên nào rồi thì đông sẽ cho anh chị thấy nha chúng ta đã được thấy trong phiên này, này anh chị cái phiên ngày 20 tháng 10 này nè anh chị đó à, sau anh chị không phải ngày 20 tháng 10 mà đây đây chị à, cái phiên ngày 4 tháng 10 này anh chị ha chính là cái phiên này là thị trường chung của chúng ta có một cái nhịp phục hồi lên và ngày hôm đó khối ngoại giải ngân rất mạnh vào trong nhóm chứng khoán chúng ta có một cái nhịp phục hồi lên của thị trường nên ông đánh giá khi mà khối ngoại họ tham gia mua nhóm chứng khoán là họ phải tự tin rằng thị trường sẽ có những cái nhịp phục hồi và quan điểm này thì đông cũng đã update cho những anh chị trước khi mà chúng ta đã nghỉ phiên trương ngày hôm nay nè đông nói một số những cái điểm quan trọng nè nhóm chứng khoán đã có à, đã được khối ngoại mua rồng 3 ngày và chính thức hôm nay bật tăng và chứng khoán luôn là nhóm nhạy nhất so với lại thị trường và khối ngoại chỉ mua chỉ khi nào mà họ có sự kỳ vọng với lại thị trường chung của chúng ta anh chị ha nó đồng đánh giá cái điểm này vô cùng quan trọng và ngày hôm nay khối ngoại mua khớp mua khớp khoảng bao nhiêu giá trị ở trên sàn thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái hình này pin trai người ta thống kê anh chị ha đây nhà đầu tư nước ngoài hiện nay mua rồng khoảng tầm 400 tỷ đồng à, tự doanh ngày hôm nay mua rồng 314 tỷ đồng à, tổ chức trong nước không bao gồm tự doanh thì bán rồng 118 tỷ đồng còn cá nhân ngày hôm nay bán đồng 596 tỷ đồng đồng đánh giá cái hiện tượng mà cá nhân ngày hôm nay bán đồng cơ bản là một số anh chị chúng ta đã để cái tài khoản của chúng ta về một cái mức à, căng margin và tới mức là bị con con margin for sale á nên là họ bị bán ra thì chúng ta có hai cái mốc bán thì đông cũng sẽ giới thiệu luôn cho anh chị luôn ha hai cái cung giờ này bán à, mình làm tại công ty chứng khoán SHS cho nên là mình cũng biết rằng là à, có cái nhịp con đó à, cho nên là giới thiệu cho anh chị đây là cái nhịp con vào lúc buổi sáng anh chị cái nhịp con vào lúc buổi sáng và khoảng tầm là sau 10 giờ à, thì nhiều tài khoản bị dưới tỷ lệ thì cũng bị con nhưng mà đông đánh giá chung thì cái hiện tượng này đó là một cái hiện tượng mang tính chất là cá thể không mang tính chất là hệ thống nên ông cũng nhắn cho anh chị trong đây nè đây đây nè anh chị ha đây đông nhắn cái này ra để cho anh chị thấy rằng là thị trường để tạo đáy được hay không để ông đánh giá là nó chưa nhưng mà cái việc á, mà mình xác định được những yếu tố quan trọng này trước buổi trưa Để anh chị nào mà chúng ta đang có cầm hàng á, thì cũng đừng có quá là hoảng loạn à, Tại vì cái việc mà giải chấp margin á, chỉ xảy ra vấn đề cá thể thôi Không phải là vấn đề hệ thống Tức là chỉ có một số những cái tài khoản bị căng margin thì bị bán ra Hoặc là những cái tài khoản mà người ta có dùng làm kho người ta bị bán ra Chứ không phải giống như năm 2022 Cái lượng margin đó trên thị trường quá nhiều dẫn tới ra là nhiều mã cổ phiếu bị kẹp sàn không bán được họ phải buộc bán ra những mã cổ phiếu khác thì lúc đó mới diễn ra cái sự kho margin cây chéo ở trong một cái diện rộng À, nên quan điểm của đông thì vẫn đây chỉ là một vấn đề cá thể thôi và chiều ngày hôm nay là anh chị vào lúc gần tới 2 giờ cũng có một cái nhịp mà thì chúng ta thủng cái đáy ở trong phiên sáng dẫn tới cũng có một lượng comazin bán ra À, nhưng mà về cuối phiên thì cũng đã có một cái mức hồi phục tương đối tốt. Nên ông đánh giá thì diễn biến chung ngày hôm nay về cái việc mà Comazine á nó không phải là một cái vấn đề quá lớn ha. Đây là cái vấn đề mà ông đánh giá ngày hôm nay thì chúng ta tích cực đó, đó chính là về cái điểm là khó ngoại tham gia mua rồng à, mạnh cái nhóm chứng khoán. Đây, ông mở thêm để cho anh chị biết ngày hôm nay khó ngoại mua ròng mấy chứng khoán ha. VCI ngày hôm nay nè, họ mua 97,63 tỷ. Hay là SI ngày hôm nay họ mua 74 tỷ nè. Bên đây họ mua 60 tỷ nè hay là các mã cổ phiếu nhỏ hơn HCM hay là hay là các mã cổ phiếu như là VIX nè họ cũng mua 37 tỷ ngày hôm nay thì cái lượng mà thỏa thuận của Vinhome tương đối lớn nên là nhiều khi là khi anh chị bấm fan anh chị thấy là tưởng là họ bán đồng nhưng đây là giao dịch thỏa thuận anh chị ha thỏa thuận họ bán cái lượng thỏa thuận này đi thì cũng giống như trong các ngày hôm trước thôi đây là lượng mà họ thỏa thuận với lại bên trái phiếu để mà họ đưa cái mã cổ phiếu này làm cái uh, tài sản uh, để mà làm giá trị trái phiếu hoán đổi năm đánh giá việc này nó cũng là một trong những cái kế hoạch thôi không phải là những cái diễn biến xấu chung về mặt tâm lý tiếp theo yếu tố số 2 đó chính là cổ phiếu giảm sâu thủng về đường mà 200 đã có một cái nhịp bật đầu tiên à, cộng với là cổ phiếu cân bằng hai đấy thì có một à, nhịp xanh nhẹ Đồng đánh giá yếu tố số 2 này vô cùng quan trọng và vì sao đó sẽ phân tích cho anh chị xem thứ nhất nếu mà để nói thị trường chung chúng ta có cân bằng được hay chưa thì nếu như việc mà các cái mà cổ phiếu mà nó tiếp tục mà nó phân hóa có nghĩa là có cổ xanh có cổ đỏ thì đông đánh giá thì chúng ta sẽ chưa thể nào cân bằng được đại ngay tức là ví dụ như các hôm trước đồng chia sẻ chị là nhóm băng nè nhóm bất động sản là nó khỏe đúng không mà nó cân bằng so với thị trường nó không giảm nữa thì ngày hôm nay anh chị nhìn mấy cổ phiếu khỏe như đi rồi đi nó đâu giảm mới đâu anh chị nó không giảm nữa à, và các phiên hôm qua thị trường nó có giảm nhưng cổ phiếu này nó không giảm nữa hay là CEO nè nó tương tự giống như vậy hay các mã cổ phiếu trong nhóm băng nè chị xem là VIP nè hay BID nè đó tương đối là nó không thủng nữa nó đã về tới một cái mức nhất định rồi nó không giảm nữa nhưng mà hiện tượng các phiên giảm vừa qua đến từ cái mà cổ phiếu mà nó chưa giảm như nhóm thủy sản anh chị thấy nè anv nè nó giảm liên tục nè à, hay là idi nè à, nó cũng giảm liên tục như thế này nè Để cái mà cổ phiếu trong nhóm cảng biển đi cảng biển vos nè nó cũng giảm liên tục như thế này tức là những mà cổ phiếu mà nó chưa giảm bắt đầu nó giảm lại nhưng cái điểm quan trọng nhất á tức là khi mà một thị trường mà nó ổn định trở lại á, thì các cái mà cổ phiếu đang trong một cái đà giảm mạnh như thế này nè đó, bắt đầu nó đã có một cái nhịp cân bằng đầu tiên đó là một cái điểm vô cùng quan trọng anh chị ha chứ mà nếu mà nói mà thị trường chúng ta mà nó ổn định á, thì các mặt cổ phiếu này mà nó cứ giảm hoài thì rõ ràng là sẽ rất khó anh chị dòng tiền lúc đó là nó chỉ đang rút từ mã cổ phiếu này sang mã cổ phiếu khác thì rõ ràng là nó sẽ không ở lâu được à, dòng tiền muốn ở lâu là họ phải đến từ những dòng tiền đầu tư dòng tiền giá trị chứ không phải là đến từ những cái dòng tiền mà đảo à vài ngày thì ở nhóm này và khi ở nhóm khác kiểu này nó không có bền vững nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là dòng tiền có yếu tố lan tỏa ở các cái nhóm mà nó đã giảm quá sâu rồi bắt đầu nó có một cái nhịp cân bằng lại trong phiên đầu tiên đó là một cái điều vô cùng quan trọng mà đông muốn nói cho anh chị trong video ngày hôm nay cũng như là các cái mặt cổ phiếu đã cân bằng hai đấy thì ngày hôm nay cũng có một cái nhịp xanh nhẹ trở lại cho anh chị thấy được rằng là không phải là dòng tiền đầu cơ cơ hội là thấy những cái nhóm như là nhóm băng nè nhóm bất động sản đứng yên thì họ lại bán ra để họ mua những mà cổ phiếu giảm sâu thì ngày hôm nay rõ ràng nhóm bất động sản nó không tăng quá mạnh nhưng mà nó cũng có một cái nhịp xanh phục hồi nhẹ à, này, nhóm ngân hàng ngày hôm nay là như mã phí là MSB chị thấy nè đó có một cái nhịp à, khi mà cân bằng xong trong khoảng tầm là bốn phim vừa qua thì cũng bật lên lại nè hay là SHB nào đó cân bằng xong lại bật lên nè STB nè STB à, phiên ngày 30 tháng 10 giảm mạnh nè. phim phiên qua cân bằng phiên này cũng bật lên lại nè tết công băng nè tết công băng cũng giảm khá là mạnh á sau đó cũng cân bằng ngày hôm nay cũng hồi lên nhẹ cho nên đánh giá chung thì yếu tố về dòng tiền nó không phải là một cái phiên FTD quá là mạnh mẽ gọi là bùng nổ theo đà cổ phiếu này nó cũng tăng mạnh nhưng đã có một cái phiên nâng nền giá chung của thị trường sau một cái giai đoạn mà thị trường không có nền giá gì cả cổ nào chưa giảm thì thay nhau giảm cổ nào giảm rồi thì đứng yên anh chị ha nên đánh giá thì cái này cũng là một trong những cái điểm tích cực chung của thị trường của chúng ta mà anh chị có thể là quan tâm cùng với đông yếu tố số 3 đó chính là trụ VN30 đã tiếp tục hồi phục đặc biệt là cái nhóm ngân hàng anh thấy là ngày hôm nay các mặt cổ phiếu chủ mà chúng ta quan tâm với nhau nè ở như các mặt cổ phiếu như là Vinamilk nè đó Vinamilk ngày hôm nay đã có một cái nhịp và bật tăng điểm lên khá là tốt nè sau khi nó đã chiết khấu về một cái vùng tương đối là hợp lý đó là mặt cổ phiếu này rồi hay là VRE nè đó anh chị thấy là mặt cổ phiếu này nó giảm mạnh nè nhưng mà sau đó nó cũng đã cân bằng rồi nhưng mà cổ phiếu chúng ta đang lo nè VRE nè hay là Masan nè hay là Vinhome nè Vinhome đi ngày hôm nay nè cũng đã có một cái nhịp cân bằng kéo của phiên này à, mặc dù là có những cái yếu tố trong phiên là diễn biến khá là xấu nhưng mà của phiên đều vẫn cân bằng lại vic nè vic thì cũng đang cố gắng là cân bằng quanh vùng tham chiếu nè cái mà cổ phiếu trong giai đoạn trước đó giảm như là sab nè cũng bắt đầu cân bằng trở lại rồi anh chị thấy không ạ à? hay là Gas nè thì không giảm nữa bắt đầu cân bằng trở lại rồi theo đánh giá thì chủ hiện tại cũng đang khá là ổn chỉ có duy nhất một mã cổ phiếu đó chính là mã cổ phiếu à, mwg và cổ phiếu này thì đông chia sẻ khá là nhiều trong cái video À, và cũng à, nhiều anh chị của chúng ta cũng đã tham gia mua kể cả, cả, cả tới ngày hôm nay khi mà cổ phiếu mà tiếp tục mà nó giảm sàn như vậy thì rõ ràng tâm lý chung của anh chị cũng như là kể cả đông thì cũng tương đối là không có không có vui lắm tại vì tất nhiên tài sản của mình giảm mà nhưng mà quan điểm của đông đối với là mà, mà cổ phiếu này á, là mình đầu tư chứ mình không có đầu cơ tất nhiên là cái tham minh mà khi mà mình tham gia mình mua vào thì mình cũng chưa thể nào đánh giá được một cái bức tranh nó quá xấu như thế này và bức tranh quá xấu này nó đến, đến diễn ra một cái sự kiện đó đến là khối ngoại ngày hôm nay họ bán quá là quyết liệt anh chị gần như là cái lệnh bán ngày hôm nay đến từ khối ngoại là chủ yếu thôi có lúc là mà cổ phiếu này nó lên dư bán sàn 5 triệu cổ nhưng mà cũng đã có một cái lực hấp thụ hết cuối phiên là anh chị bán một triệu sáu cổ phiếu nhưng mà vẫn dư mua sàn tức là đã có lệnh tham gia vào trong cái vùng giá này rồi nên mà để nói là mwg nó có giảm tiếp nữa hay không thì đóng đánh giá xác suất nó rất thấp và khả năng nó sẽ tạo đáy quanh cái vùng giá này nên cơ bản là đối với lại một nhà đầu tư đi gom cổ phiếu thì mình vẫn tiếp tục mình mua gom một cổ phiếu và wg cơ bản là à, mà cổ phiếu này trong giai đoạn vừa qua anh chị đang lo lắng về câu chuyện là báo cáo tài chính quý ba nó quá xấu nhà đầu tư nước ngoài thì đang bán ra nhưng mà thật ra cái lượng nhà đầu tư nước ngoài bán ra nó không quá nhiều nó không quá nhiều so với lại cái lượng mà họ cầm nếu thực sự mà họ thoái vốn ra thì rõ ràng nó là một cái câu chuyện vô cùng khác anh chị anh chị thấy nè nước ngoài họ chiếm một cái tỷ trọng vốn vốn vô cùng lớn đối với lại MWG nên những cái hành động bán trong giai đoạn gần đây thì đông có thăm dò một số nha à, những à mối quan hệ của mình thì đông đánh giá là đây cũng là một trong những cái động thái để ép doanh nghiệp đi vào đúng cái khuôn khổ như cái lộ trình mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia và họ đầu tư họ mong muốn một cái mức tỷ suất và một cái doanh nghiệp phát triển như đúng cái kỳ vọng của họ chứ không phải là một cái báo cáo tài chính doanh nghiệp quý ba tệ trong giai đoạn vừa qua thì đông đánh giá cái hành động này nó cũng sẽ sớm được dừng lại thì là khi mà chúng ta nhìn lại câu chuyện của VIC nè hay là câu chuyện của Vinhome ta không thấy nè sau một cái giai đoạn mà xảy ra nhiều cái vấn đề thì cuối cùng cũng phải À, được giải quyết cũng phải được bịch lại và sau khi bịch lại thì rõ ràng cổ phiếu nó vẫn sẽ từ từ vận động tích cực hơn như VRN chị thấy nào đó VRN nè à, à, bắt đầu nó vận động lại tích cực hơn nên ông muốn đánh giá nhưng mà cổ phiếu có cái nền tảng lớn trong nhóm Vin30 đặc biệt là MWG lúc ra nó có những cái con hào kinh tế mà đông đánh giá Nếu như thật sự mà anh chị có nghiên cứu sâu về ngành bán lẻ để đông đánh giá là ở một cái thị trường Việt Nam của chúng ta để mà nói phát triển bán lẻ diện rộng thì không có doanh nghiệp nào qua mà được cả và với những cái chuỗi với những cái kinh nghiệm mà họ đã xây dựng và đặc biệt họ là doanh nghiệp của Việt Nam, họ hiểu người Việt Nam nên là các cái doanh nghiệp nước ngoài khi muốn tham gia vào thị trường bán lẻ buộc phải đi cùng với lại các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là MWG. Tại vì rõ ràng những người nước ngoài sẽ không hiểu xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam cũng như không hiểu cái cách mà người Việt Nam của chúng ta tiêu dùng như là mua sắm. Nên ông đánh giá thì MWG tại sao trong giai đoạn trước đây họ luôn là một cái một cái món hàng mà khó ngoại họ luôn lựa chọn cho nên ông đánh giá thì trong một cái giai đoạn ngắn hàng này thì đúng là nó xấu nó xấu là vì yếu tố của thị trường chúng ta phản ánh một cách quá tiêu cực cũng như là yếu tố mặt thời điểm nhưng mà nếu mà như mà chúng ta nhìn dài và chúng ta có vốn thì anh chị nên xem xét mà wg theo một cái góc độ mặt dài hạn đó là cái quan điểm cá nhân của ông ha còn bây giờ mua thì tất nhiên là lỗ anh chị cũng đang cũng thấy hơi khó chịu đông thì tất nhiên là mua bây giờ thì cũng phải vậy cũng phải lỗ chứ anh chị mà đâu phải là mình mua vùng giá thấp đâu mình mua từ 45 cho tới bây giờ à, ngày hôm qua thì mình vẫn mua sàn nè à, ngày hôm nay mà khi có sàn nhiều anh chị bảo đông là có bắt nữa hay không thì đông đánh giá là đông sẽ chờ xem ATC như nào ATC thì nó có cân lại thì đồng nghĩ là bắt đầu ngày mai nó sẽ vận động tốt trên đây thì tiếp tục là mình mua gom nữa thôi đối với là những cái vị thế mình mua gom mình sẽ không quan trọng là mình mua được sàn hay không quan trọng là mình mua được bao nhiêu cổ phiếu và mình nắm được bao nhiêu lâu thì đồng nghĩ là thời gian nó sẽ trả lời chúng ta một cái kết quả ha tiếp tục đông quay lại một tí sau một cái thời gian ta lan man À, thì đây là ba cái điểm sáng mà đông đánh giá thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố tốt nhất trong cái phiên đầu tiên và đông đánh giá là khả năng à, cái phiên này sẽ là à, một cái phiên à, khởi động cho một cái nhịp phục hồi của thị trường chưa biết nó là đáy hay không nhưng mà tâm lý chung là sẽ có yếu tố phục hồi à, còn những cái yếu tố về mặt thông tin thì đông nghĩ là chúng ta luôn luôn là người biết sau cùng nên đông sẽ không quá quan trọng đi phân tích thông tin à, quá nhiều để cho anh chị chúng ta đỡ rối ha yếu tố tiếp theo đó chính là cái mà nhà đầu tư bây giờ chờ và cái mà nhà đầu tư bây giờ sợ thì đồng nghĩa nó cũng khá là hay. cái mà nhà đầu tư bây giờ chờ đó chính là collagen chéo, đó chính là thanh khoản phải bùng nổ cho giai đoạn hiện tại. tức là cái tâm lý của chúng ta bây giờ khi mà chúng ta đọc báo hay chúng ta tham khảo một số những ý kiến mà đồng đánh giá chung ở trên mạng đa số rồi, chúng ta đang chờ một cái đợt collagen chéo diễn ra ở giai đoạn là cục bộ và nhiều công ty sẽ bán với nhau và lúc đó là nhà đầu tư không muốn bán cũng phải bán và và xảy ra nhiều cái hiện tượng cổ phiếu nó sàn hàng loạt sau đó sẽ có một cái lượng tiền lớn tham gia vào bắt diễn ra một cái phiên bùng nổ thì đồng nghĩa đây là cũng là một trong những cách mà thị trường chung của chúng ta tạo đáy chứ đây không phải là cách duy nhất để thị trường tạo đáy anh chị ha có những cái giai đoạn trong quá khứ thị trường chúng ta tạo đáy một cách cũng khác so với là cái cách này nên ông đánh giá thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng đừng quá là máy móc và vì cái câu chuyện là Comagine đó ngày hôm nay đâu cũng đã có kiểm chứng qua một số những cái à, công ty chứng khoán họ chuyên về cái khách hàng bán lẻ nhiều nhất đó anh chị à, thì à, họ cũng chia sẻ là rõ ràng trong đây hiện tại bây giờ để nói mà comazin cục bộ thì vô cùng khó để bởi vì thị trường chúng ta là anh chị thấy nè nó đã giảm rất nhiều và nó không phải là tới giai đoạn hiện tại anh chị mới thấy là nó giảm sốc thôi chứ trong giai đoạn trước là nó cũng đã giảm sốc tương đối nhiều như thế mà chúng ta đã có hai nhịp trước nè giảm tương đối sốc mà anh chị đâu chứ đâu phải là trong những cái giai đoạn trước là nó giảm là 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 là, là để nó tạo tâm lý đâu mà nó giảm sốc như thế này thì rõ ràng cái lượng margin của trên thị trường nó đã giảm đi đáng kể rồi nên đông nghĩ là cái à, cái việc mà chúng ta tư duy và chúng ta lựa chọn một cái việc là chờ con margin chéo thì đông nghĩ là nó cũng có tính hơi hơi quá là máy móc à, nên là tùy theo quan điểm của cá nhân mọi người thôi nhưng mà đông lít ra đến thì thấy là nhà đầu tư chúng ta đang chờ cái này còn nhà đầu tư thì đang sợ cái gì mà không dám mua đó chính là sau 2 giờ và ATC cứ từ lúc mà thị trường chúng ta giảm điểm cho tới bây giờ thì sau 2 giờ và ATC người ta luôn là một trong những cái chủ đề mà khi mà nói lên cộng đồng nói lên các truyền thông thì luôn gây ra tranh cãi và rất là nhiều người đòi muốn là dẹp bỏ phiên ATC hoặc là nhiều người thì có những câu nói rất là vui à, nghỉ hết phiên đi à, bắt đầu 2 giờ để mới mở bản lên để giao dịch tại vì 2 giờ bắt đầu thì lái mới đánh à, và rất nhiều những cái câu chuyện đó nói chung là tâm lý của chúng ta là gần như là những cái diễn biến trong cái giờ phiên sáng hay là trước 2 giờ nó đều vô nghĩa thì rõ ràng hai phiên vừa qua anh chị thấy rồi thị trường đang tốt vào ATC hay là sau 2 giờ thì thị trường chúng ta lại biến động nó lớn và giảm điểm tương đối là mạnh tới nhà tôi chúng ta rất là sợ và nhiều khi là tâm lý đâm ga sợ sợ tới lúc mà khi mà thị trường chung của chúng ta có những cái diễn biến tốt đó, thì cái lòng tin của chúng ta là nó cũng không còn nữa thì được thì chúng ta lại trở nên nghi ngờ nên nó cũng tương đối khó nên là đa số đông thấy bây giờ anh chị sợ cái này khá là nhiều nè cái cả trong nhóm cộng đồng mình cũng như anh chị nhắn cũng nhắn với nhau là phiên sáng thì nó tăng cũng như phù du thôi. 2 giờ sau 2 giờ hoặc là sau ATC điểm ta mới biết. À, và yếu tố thứ hai nhà tôi sợ đó chính là những cái thông tin bắt bớ. thì ra cái này thì đông cũng đã có chia sẻ với anh chị trong cái nhận định tối ngày hôm qua rồi, mình cũng chia sẻ với anh chị rằng là thông tin bắt bớ bây giờ sẽ không có đâu. À, mình cũng confirm và cũng hỏi một số những cái đầu tương đối là uy tín rồi để mà cho anh chị có một cái một cái thông tin mà đông nghĩ là nó không có yếu tố quá là lan man thì bây giờ không có những cái thông tin bắt bớ và thật ra cái câu chuyện của ông quyết cái sau khi mà bộ công an họ làm việc và họ đi thâm nhập vào cái chuyên án đó để họ để họ làm đó, thì họ bắt ra nhiều cái vấn đề sai và họ lại đề xuất ra một số những cái để làm sao cho tránh cái việc sai này à, chứ còn thật ra đông chia sẻ với anh chị để nói mà bắt bớ mà để nó mà lên án tiếp tục trong ngày sắp tới thì đồng nghĩ ở một cái giai đoạn hiện tại người ta cũng phải cân nhắc về những cái lợi ích kinh tế khác nhau anh chị tại vì chính trị và nền kinh tế nó phải đi đôi với nhau à, không thể nào hy sinh một cái lợi ích nào cũng như không để một cái nào lấn ác khác một cái khác nói chung là ở một cái tầm quá lớn như ở trên thì đâu nghĩ là mình cũng không đủ những cái kiến thức như đủ một cái trình độ để mà chia sẻ cho anh chị nhưng mà nói về cái thông tin bắt bối thì đồng nghĩa ở giai đoạn hiện tại nó không phải là cái vấn đề mà anh chị quá là lo lắng nào và chúng ta thường hay nói với nhau và đợt gần đây thì cũng nhiều chuyên gia chia sẻ rằng là dưới một ngàn rồi mua thì cũng chưa muộn. Tại bây giờ thị trường nó đang ngấp nghé quanh một ngàn và anh chị cũng thấy là thường là những cái vùng hỗ trợ nào mà nó càng cứng là nó càng thủng. Tại vì nó thủng rồi anh chị mới sợ anh chị mới bán. Nên đó là chúng ta cũng đang chờ quanh một ngàn. Đó. Thì sau khi mà anh chị nghe đông chia sẻ như vậy thì tâm lý của anh chị như thế nào? Anh chị có đang chờ những cái điều mà đông nói đây hay là anh chị có đang sợ những điều ở đây đông nói ạ và có anh chị nào bây giờ đang đang thủ sẵn tiền chuẩn bị thủ một ngàn là vào mua hay không và nếu như có thì chị có thể là cùng nhau tương tác với đông ha anh chị có thể là nhắm phím một hay là hay là có thể chúng ta nhắn có cũng được để chúng ta cùng nhau xem coi cái tâm lý chung của trường như thế nào ha nhưng mà sau những cái sự chia sẻ của đông như thế này thì đông nghĩ là thị trường chung của chúng ta sau một cái phục hồi đầu tiên này nó đã đạt được những cái điều kiện này rồi và theo một cái diễn biến chung đặc biệt cái mà đông tự tin và 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 có thể là chia sẻ cho anh chị nhất đó, đó chính là cái yếu tố số 2 này tức là các cái mà cổ phiếu giảm mạnh mà nó rơi rất là ác nó rơi năm sáu phần trăm với là rơi sàn nó đã có một cái nhịp cân bằng đầu tiên thị trường bắt đầu đã về được cái vùng cân đối rồi trước khi mà có những cái diễn biến mới nên đông nghĩ là đây là một trong những yếu tố hồi phục quan trọng nhất ngày hôm nay mà chúng ta cần trao đổi với nhau anh chị ha đây là quan niệm của đông về thị trường thì cũng giống như các video trước thôi mình vẫn kỳ vọng thị trường chung sẽ có một cái nhịp phục hồi lên quanh cái vùng giá này lên quanh cái vùng giá này anh chị ha còn theo góc độ quan điểm của đông á tại sao mà đông chia sẻ vậy là lý do tại sao mà mình mình phải nhắc làm một cái tiêu đề nó mang tính chất là nó có hơi giật tiếp một chút là đừng giải ngân mua nếu như chưa biết những điều này à, thì chúng ta sẽ qua cái phần số 2 đông sẽ giải thích cho anh chị xem ha tại vì đông nghĩ bây giờ nhiều anh chị nhắn tin đông là bây giờ có mua được không em hay là bây giờ mình mua cái gì à, thì rất là khó trả lời anh chị à, tại vì mỗi người mỗi quan điểm khác nhau mà, mà ở trong giai đoạn nhạy cảm thì anh chị thấy là rõ ràng tính tình của mình nó cũng hơi hơi khó tính hơn một tí đúng không mà à, ai thì cũng vậy thôi đâu nghĩ là tiền bạc mà xương máu mà chúng ta kiếm thì tất nhiên là không tránh được cái việc là chúng ta cảm thấy bực bội và khó chịu à, đông cũng không có 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 quan ngại cái việc đó nhưng mà đông nghĩ là để cho anh chị có một cái định hình đó, nó là cái quan trọng nhất thì chúng ta sẽ xem phần sau đây đây ở nhà xem cái này giúp đông ha và nếu như anh chị cảm thấy video hay hữu ích thì có thể là ủng hộ cho đông bằng một like ha để mà video có thể là chia sẻ tới thêm nhiều, nhà đầu tư khác hơn nữa rồi đối với lại góc nhìn nhà đầu tư và nhà đầu cơ thì ông nghĩ cái này nó vô cùng quan trọng tại vì á như ở đầu video đông nói rồi nếu anh chị là một nhà đầu cơ mà vô tình anh chị trở thành một nhà đầu tư bất đắc chỉ thì nó cũng không có phù hợp tại vì mấy người làm nhà đầu cơ mà có được một cái lượng vốn trong một cái thời gian dài đâu tại vì đông cũng gặp nhiều trường hợp á, là anh chị làm doanh nghiệp dòng vốn anh chị là để xoay hàng, việc trong một cái khoảng một hai tuần nào đó thì anh chị rảnh tiền, anh chị không có, có phải mua hàng, anh chị có dòng vốn, anh chị đánh đầu cơ. Nhưng mà nhiều khi anh chị canh thâm time sai, sai hoặc là anh chị không có xác định đúng và anh chị lựa chọn sai doanh nghiệp, thì việc mà anh chị phải nắm là anh chị phải nắm dài anh chị mới có lời. thì tới lúc mà thị trường nó 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 khó đi, những cái mà cổ phiếu tốt thì tất nhiên nó cũng phải điều chỉnh theo mức chiết khấu của thị trường. thì rõ ràng là anh chị buộc phải bán. Nhưng mà nếu như anh chị có thời gian anh chị nắm dài thì ở đây anh chị sẽ có lời. Nên là vô tình chúng ta là nhà đầu cơ, chúng ta đã có vốn nhà đầu cơ nhưng mà chúng ta lại đi đánh đầu tư thì ở chúng ta lại sai. Còn trường hợp anh chị là một nhà đầu tư đi. À, nhưng mà do là anh chị không có tự tin với phương pháp của mình và anh chị cũng không biết là tập trung vào những cái thế mạnh nào của cái doanh nghiệp mình đang nắm và mình cũng rất là mơ hồ và mình vẫn bị tâm lý chung của thị trường nó xoay chuyển có nghĩa là mình là một nhà đầu tư nhưng mình có một cái tâm lý của một nhà đầu cơ và mình cứ phải đi quan tâm là thị trường ngày hôm nay tạo đáy hay chưa nó tăng hay chưa hay là nó có giảm ADC hay không hay là sáng nó kéo thì chiều nó có đạp hay không chúng ta quan tâm rất là nhiều thứ ở ràng nó không có phù hợp tại vì khi mà anh chị quan tâm quá nhiều thì anh chị sẽ sợ mà anh chị sợ là anh chị sẽ bán hàng và anh chị đánh mất cái cơ hội đó, cơ hội đầu tư của mình nên là đông muốn bạch ra như thế để cho anh chị hiểu thứ nhất đối với là một nhà đầu tư việc mà chúng ta quan tâm chính là chúng ta tập trung vào doanh nghiệp còn một nhà đầu cơ là họ tập trung vào thị trường nhà đầu cơ là họ đi kinh doanh cổ phiếu thì khi mà thị trường nó tốt khi mà thị trường nó thuận lợi thì mình mới đi kinh doanh được giống như bây giờ là anh chị đi kinh doanh anh chị muốn bán mít muốn bán dưa hấu muốn bán cam đi thì nó phải có mùa nó phải có nhu cầu ví dụ như mình bán trái cây ngày cúng thì nó phải có những cái trái cây phù hợp ngày cúng giống như là cầu dừa đủ sòi đi anh chị bán vô, vô cái dịp tết là anh chị cháy hàng liền tại vì nó đúng nhu cầu đúng rồi thì thi thị trường lên nó đúng nhu cầu anh chị mua đúng cổ phiếu thì nó mới lên được đúng không còn khi mà thị trường mà nó không có phù hợp nhu cầu của anh chị thì anh chị bán thì tất nhiên là à, cung nó nhiều hơn mà anh chị bán mà buộc phải bán rẻ rõ ràng mình sẽ lỗ mình sẽ không có thành công đó. nên đối với là nhà đầu cơ thì phải cần thị trường phải quan tâm thị trường lúc này trong những trong đầu nhà đầu cơ là phải suy nghĩ là thị trường nó có tốt hay không thị trường nó ok hay không hay là cái mã cổ phiếu mình nắm nó như thế nào ví dụ như thế còn nhà đầu tư là tập trung vào doanh nghiệp là chủ yếu thôi nó sẽ liệt kê anh chị năm cái nguyên nhân và năm cái yếu tố mà nếu mà anh chị là một nhà đầu tư anh chị cần phải quan tâm á À, thứ nhất là chất lượng tài sản của doanh nghiệp đó trong một cái giai đoạn mà khi mà bức tranh kinh tế nền kinh tế nó chưa đi qua một giai đoạn tăng trưởng thì rõ ràng nằm trong một giai đoạn phục hồi và giai đoạn phục hồi nó sẽ thường là giai đoạn đào thải doanh nghiệp anh chị tức là những cái doanh nghiệp mạnh những cái doanh nghiệp có chất lượng tài sản tốt những doanh nghiệp có tài chính mạnh sẽ đi thâu tóm và sẽ đi gom những cái doanh nghiệp yếu kém và những doanh nghiệp yếu kém không chịu được thì sẽ phá sản nên việc mà chúng ta cần lựa chọn trong giai đoạn này là chất lượng tài sản là yếu tố đầu tiên thứ hai anh chị thấy doanh nghiệp tốt rồi anh chị lựa chọn tiếp đó chính là cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp đó nó có tốt hay không thì vì trong giai đoạn hiện tại cũng sẽ có nhiều cái doanh nghiệp mặc dù doanh thu cao có lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận thì lại rất bé so với là doanh thu là bởi vì là họ bị bóp cái biên lợi nhuận trở lại do có thể là do chi phí đầu vào hoặc là do à, hoặc là do cái giá bán ra nó bị thấp bởi từ những cái yếu tố khác nhau thì vậy nên nghiên cứu về cái biên lợi nhuận nè à, cũng khá là quan trọng ha thì biên lợi nhuận nó thì nó sẽ thường gắn với lại là cái vị thế ngành nếu như mà một cái doanh nghiệp đầu ngành đó, thì đa số là họ sẽ luôn hướng tới một cái việc đó chính là cái gì anh chị có thể nói là cái này giúp cho đâu cái này khá là quan trọng vì thế ngành doanh nghiệp đầu ngành họ sẽ luôn luôn muốn là chủ động và khép kín toàn bộ chuỗi giá trị của họ tức là trong một cái chuỗi giá trị của ngành nó sẽ có nguyên liệu đầu vào và nó sẽ có cái khâu là chế biến sản xuất à, rồi cái khâu cuối cùng mà đóng gói sau đó là tới khâu là phân phối ra thì cái doanh nghiệp đầu ngành lúc nào họ muốn ôm chọn hết họ làm hết để họ không phụ thuộc vào doanh nghiệp nào hết thì lúc mà điều kiện vĩ mô nó tốt thì họ tăng trưởng mạnh và họ có thể thâu tóm được nhiều cái thị phần hơn còn lúc mà vĩ mô nó xấu thì họ cũng không bị lệ thuộc bởi ai hết và họ vẫn có hàng để họ cung cấp họ vẫn giữ được cái mối quan hệ trong đầu tư thì cái việc này nó vô cùng quan trọng anh chị ha à, vì thế ngành vô cùng quan trọng ha thì thật ra là ở doanh nghiệp việt nam của mình thì nói với lại một số ngành ấy, thì nó chỉ có một vài ông là bự nhất thôi nên nó cũng không phải là quá khó để chúng ta lựa chọn và đặc biệt là những cái ông bự đó thì ông nằm trong vin 30 hết rồi nên là anh chị mà lựa trong vin 30 thì cỡ chị anh chị cũng lựa được một một hai cái ngành nghề là có những cái mà cổ phiếu trong đầu ngành nó vô cùng quan trọng ở những giai đoạn khó khăn anh chị ha yếu tố số 4 đó chính là yếu tố nhân tố mới tại vì à, trong cái giai đoạn này thì chúng ta đánh phục hồi nhưng mà nếu như mà anh chị nhìn xa một chút, nếu mà anh chị đầu tư gọi là trung hạn mà khoảng tầm trên 6 tháng, 6 cho tới khoảng tầm 12 tháng thì mới là cái yếu tố nhân tố mới nó vô cùng quan trọng. Tại vì yếu tố nhân tố mới nó sẽ quyết định cho doanh nghiệp trong một cái pha tăng trưởng sắp tới nó có đột phá được hay không. Tại vì chúng ta đang đầu tư theo một phương pháp là chúng ta tăng trưởng chứ đông sẽ không hướng anh chị đầu tư theo viễn về mặt giá trị quá nhiều. Giá trị là chúng ta sẽ có ba cái phần đầu tiên là chúng ta đầu tư theo kiểu giá trị. Còn số 4 nó sẽ một trong những cái doanh nghiệp có những cái yếu tố mới tức là ví dụ như hòa phát là sẽ có câu chuyện của dung quốc hai đó hay là một cái doanh nghiệp nào đó trong nhóm xây dựng sẽ có những cái gói thầu mới ở trong tương lai ví dụ như thế hay là cái doanh nghiệp bất động sản này sắp tới sẽ khai trương cái dự án nào để mà à, xây dựng hoặc là chuẩn bị mở bán đó là những cái nhân tố mới nó sẽ là những cái cái kích thích để cho cái biên lợi nhuận có thể đột biến trong một cái thời điểm trong tương lai nó cũng là một trong những cái rất là quan trọng để mình chỉ lựa chọn doanh nghiệp ha À, giống như là câu chuyện tâm nói về câu chuyện của MWG đi thì nhân tố mới họ là gì nhân tố nhân tố của họ không mới nhưng mà nhưng mà cái nhân tố này nó sẽ giúp cho họ tăng trưởng tốt trong tương lai đó chính là cái bách hóa xanh nó à, cũng là một cái nhân tố mới của cái doanh nghiệp này yếu tố số 5 mà gọi là dễ nhất dành cho anh chị nào chúng ta không có thời gian nghiên cứu thì anh chị tập trung vào khối ngoại à, tại vì khối ngoại ở một cái giai đoạn này thì họ sẽ đi lựa hàng hóa và họ đa số là họ cũng sẽ có những cái tiêu chí nhất định giống như mình đặt ra thì anh chị có thể là lựa chọn hay một số những mà cổ phiếu theo khóa ngoại giai đoạn này thì cũng sẽ là một trong những cái phương pháp đầu tư à, khá là ok ha còn đối với lại nhà đầu tư thì khi mà anh chị sai thì sao cái ở đây là nó bị che lại anh chị ha cái này là cái chữ sai nè anh chị sai thời gian nó sửa cho anh chị được nhưng mà để mà anh chị sai mà thời gian sửa cho anh chị thì anh chị phải tuân thủ cái gì Chúng ta không margin chúng ta không có margin thì thời gian mới sửa lại cho chúng ta được khi mà chúng ta margin thì rõ ràng là công ty chứng khoán là họ đã cắt lỗ anh chị trong lúc anh chị phi phạm tài khoản rồi nên là đó là một nhà đầu tư á, sai thời gian sẽ sửa cho anh chị nên anh chị đừng quá áp lực về câu chuyện là mình phải mua được chúng đấy mình phải mua được chúng cái điểm à, mình mua được cái điểm gần gần đó cũng được anh chị nhưng quan trọng nhất là anh chị mua sai thời gian sửa cho anh chị nhưng mà do cái thời gian anh chị nắm á, ví dụ như đi trong một cái giai đoạn ngắn hạn ví dụ như khoảng tầm một hai tháng thì mình so tỷ suất sinh lợi á thì nó sẽ có cái sự chênh lệch với nhau ví dụ như 5% so với lại 7% thì nó sẽ à, cách nhau ở một cái tỷ suất khoảng tầm là 20% trên của, năm, trên của 5 trên của 5% đi. À, có nghĩa là từ năm từ 5 mà lên 7 á là anh chị phải tốn thêm khoảng tầm là 50% để được 7%. Cũng như trong một cái khoảng thời gian dài hơn á anh chị, rất là khoảng thời gian khoảng tầm là 6 tháng đến tới 9 tháng đi á thì một cái biên lợi nhuận từ 25 cho tới khoảng tầm là 28% đi nó cách nhau cũng là ba trăm nhưng mà cái tỷ suất từ 25 mà lên 28 phần trăm thì nó chỉ có lên khoảng tầm là 10 phần trăm thôi tức là nó sẽ ít hơn nên là thường những cái nhà đầu tư dài á, người ta sẽ không có đi so với nhau quá nhiều về phần trăm là bởi vì trong một khoảng thời gian dài thì cái tỷ suất nó sẽ bắt đầu dần dần nó sẽ gần bằng nhau đó là quan điểm của đông là như thế ha nên là đối với đông sai thời gian nó sẽ sửa cho anh chị cho nên là nếu như anh chị là một nhà đầu tư thì anh chị đừng có quá áp lực mình là phải mua chúng đấy mình phải mua đúng chỗ này là ngày mai nó phải hồi mình mua ở đây là chắc chắn là một vài tuần nữa là mình sẽ có lời. thì thì tại vì mình đang tâm lý mình đầu cơ mà anh chị qua đánh đầu tư nó khó lắm. nhiều khi là lỗ rồi chúng ta tiêu cực rồi chúng ta bán đi bán lại rồi rồi anh chị tạo ra một cái đóng phí rồi anh chị lại lỗ nữa. nó nên năm đánh giá đi nếu anh chị đánh đầu tư tập trung này giúp cho đông ha. rồi chúng ta sẽ cùng đi qua phần của đầu cơ đó là tập trung vào thị trường. đối với lại thị trường á thì đâu nghĩ là sẽ có bốn yếu tố quan trọng nhất. cái điều mà chúng ta lựa chọn một mã cổ phiếu bây giờ hiện tại là anh chị phải lựa chọn mã cổ phiếu có dòng tiền mạnh dòng tiền mạnh là yếu tố quan trọng nhất. Thì vì trong một cái bối cảnh hiện tại ở một cái giai đoạn đầu tiên của thị trường đó, dòng tiền chung của thị trường nó sẽ tương đối là sẽ không có quá nhiều. À, nên là anh chị lựa chọn các mã cổ phiếu có dòng tiền mạnh để khi mà anh chị ra vào nó sẽ thoải mái. Đó là yếu tố đầu tiên. Tại vì á, việc anh chị đánh đầu cơ cái xác suất rủi ro nó sẽ cao hơn. Nên là trước khi mình nghĩ tới mình có cơ hội chốt lãi Thì mình mới nghĩ tới cơ hội là mình có cắt lỗ được hay không Đừng để trường hợp là mình mua một đống rồi mình cắt không được Tại vì do thanh khoản nó yếu quá Nên là quan trọng nhất là phải dòng tiền nó phải mạnh nè à. đó Thứ hai là tất nhiên anh chị đánh đầu cơ là anh chị phải cược rồi Cược thì phải tập trung vào cổ phiếu là nó giảm sâu Nó giảm sâu thì nó chiết khấu được đủ Thì dòng tiền đầu cơ người ta mới tham gia vào Thì lúc đó mới có người đẩy giá cho mình Chứ còn trường hợp mà anh chị lựa nhận mà cổ phiếu biên trên Anh chị đánh đầu cơ thì nó đâu có hợp lý Đúng không à? tiếp theo với thứ số 3 đó chính là phải cân bằng sớm đông nghĩ cái cân bằng sớm này thì cũng tùy quan điểm anh chị ha nhưng mà theo quan điểm góc nhìn cá nhân của đông thì mình đầu cơ nhưng mình cũng nên cho mình một cái mức an toàn nhất định anh chị đừng có mua những mà cổ phiếu nào mà nó giảm rất là sâu rồi mà chưa thấy nó cân bằng Vì ngày nào nó cũng giảm thì rõ ràng mình đánh đầu cơ như thế nó không ổn anh chị giảm sâu giảm một cái mức nào đó thôi không cần phải là quá sâu nhưng mà cổ phiếu nó có cân bằng À, và nó có sự ổn định ở một cái vùng giá nhất định thì khi anh chị mua thì anh chị mới ổn định được còn trường hợp bây giờ nhiều khi trong bối cảnh kinh tế nó xấu mà anh chị nhiều cái doanh nghiệp sắp tới anh chị sẽ thấy là cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp người ta cũng sẽ phá sản nhiều doanh nghiệp người ta cũng sẽ bị hủy niêm yết là bởi vì là chất lượng tài sản hay là quá trình kinh doanh của họ xảy ra nhiều cái vấn đề thì sao sao mình biết được hết đúng không ạ mà thường là những cái lúc mà thị trường nó giảm thì cổ nào cũng giảm với nhau đó. cho nên là đồng thao nó lẫn lộn nhiều khi anh chị bóp chúng nhưng mà cổ phiếu mà nó kém thì rõ ràng là, là mặc dù nó giảm sâu nhưng mà nó không hồi được tại vì nó quá yếu nên là chúng ta phải lựa chọn yếu tố thêm là có cân bằng sớm và cái đặc biệt cuối cùng quan trọng nhất trong một mã cổ phiếu chị đánh đầu cơ là nó phải có yếu tố tạo lập cái này là quan trọng lắm nha anh chị tất nhiên là tất cả các mã cổ phiếu trên thị trường nó sẽ coi đều có tạo lập của mã cổ phiếu đó nhưng nhưng mà cổ phiếu đầu cơ nó phải cần có yếu tố tạo lập cao hơn Đúng như là anh chị nhắc tới DG để xe biết tạo lập của họ là họ họ sẽ thường đánh biên bọng nó sẽ lớn tại vì sao tại vì nhưng mà cổ phiếu có yếu tố tạo lập đó, thì họ mới có media họ mới có tin đồ họ mới có những cái hành động giá họ mới có những cái lệnh đủ lớn họ mới có nhiều cách để kích thích nhà đầu tư tham gia vào được thì lúc đó cái cổ phiếu của anh chị nó mới là nó mới là cái cục vàng nó mới là cái cục mà gọi là người ta mong muốn sở hữu thì dòng tiền nó mới bu vào đó nó mua thì lúc đó anh chị đầu cơ nó mới ok có nghĩa là lúc đó anh chị tự tạo ra thị trường được bằng cổ phiếu của anh chị. tức là trong lúc đó thì ví dụ như đông nói cũng như trường hợp cái câu chuyện về chúng ta bán bán đồ trái cây tết đi, đúng không ạ? À? Ví dụ như trong một cái tất cả những cái sạp giống như nhau hết đi, thì cái sạp của anh chị á. Và nó có cái yếu tố tạo lập cao tức là cái cái sạp của anh chị là nó dựng lên khuyến mãi này khuyến mãi kia và dựng lên nhiều cái yếu tố nhà đầu tư tham gia vào đu mua thì rõ ràng là những cái nhà đầu tư khác hay là những cái người đi chợ khác người ta thấy cái sạp ở đâu người ta không sẽ đu và người ta mua nên là yếu tố tạo lập nó quan trọng cực kỳ nếu mà anh chị đánh đầu cơ vào trường là anh chị phải có cái này và thực ra có một cái câu đâu nghĩ khá là hay nhưng mà nó cũng hơi hơi kỳ kỳ thôi cũng chia sẻ cho anh chị ha à, chính là cổ phiếu mà không có lái giống như là gái không chồng nói chung là mấy anh chị nhà đầu tư cũng ai dở với nhau là như thế, đó. cho nên là đồng đánh giá thì cái mà cổ phiếu mà nhà đầu cơ chúng ta quan tâm á, trong cái nó đánh mà thị trường phục hồi trở lại, á. nên là có yếu tố toàn lập nó cao, Có yếu tố toàn lập, lập cao thì, thì họ sẽ có nhiều cái yếu tố media rất là hay, à, nên là chúng ta phải đầu tư quan tâm một cái điểm đó anh chị ha. và nhà đầu cơ sai thì phải làm gì? nhà đầu cơ sai chắc chắn thời gian sẽ không sửa được cho anh chị đâu. nhà đầu cơ sai thì chắc chắn khó lắm, mà anh chị chỉ có cắt lỗ mà anh chị mới sửa sai được cho mình thôi để vì xác định những cái mã cổ phiếu mà anh chị tham gia và những cái thời điểm anh chị tham gia vào thị trường nó sẽ có những cái thời điểm nó cũng sẽ có những cái thời điểm đúng sẽ có những cái thời điểm sai và trường hợp những cái thời điểm mà anh chị tham gia sai anh chị sẽ trả giá một cái mức rất là lớn và nhiều khi anh chị đã đánh đầu cơ cái dòng vốn của anh chị nó sẽ không có thể nào anh chị nuôi dài được thì đúng cái lúc mà thị trường nó ép anh chị tới lúc mức mà anh chị phải bán ra nhiều khi anh chị lại bán chúng cái đấy nên là đăng điểm của đông đó. nhà đầu tư anh chị có vốn dài anh chị sai thời gian sửa cho anh chị còn nhà đầu cơ anh chị xác định là vốn của mình là vốn lưu động và mình chỉ đánh ngắn được với lại thị trường hay là mình đánh tới cộng thôi. đó thì mình phải xác định là gì sai là mình cắt lỗ ngay à, tại vì á, anh chị nhìn những mặt cổ phiếu mình chọn là gì toàn là những mặt cổ phiếu có yếu tố thị trường không à đúng không à cho nên là thị trường thì tất nhiên khi một cái gì mà nó tốt á, nó cũng sẽ trở nên rất tốt và tốt và vô cùng tốt và khi mà nó xấu anh chị thấy như thế nào nó cũng sẽ vô cùng xấu lúc đó ai cũng bán ai cũng tháo hết thì rõ ràng nó giảm đi rất là mạnh thì việc mà anh chị chừng chừ không cắt lỗ nó lại dẫn tới ra là một cái giao dịch của anh chị càng lúng càng lúng càng lúng và càng mất tiền nhiều hơn nên đó quan điểm của đông là vì sao đông mới phân tích cho anh chị như thế này để khi mà anh chị lựa chọn hàng hóa bây giờ để anh chị mà đầu tư trước mắt là anh chị phải xác định được là mình là ai mình là đầu tư hay là mình là đầu cơ và xác định cái này nó phải dựa trên là gì cái mức độ chấp nhận rủi ro của anh chị thứ hai là cái dòng vốn của anh chị là lưu động hay là dòng vốn tiết kiệm hay là dòng vốn nghỉ hưu đó anh chị phải xác định cụ thể như thế sau đó anh chị vào anh chị đầu tư thôi còn nói về những cái mã cổ phiếu đầu tư anh chị có nhu cầu tham gia vào trong nhóm zalo nè à đông sẽ gửi cho anh chị một số những mã cổ phiếu anh chị quan tâm như là trong các video trước thì đông cũng luôn nhắc với anh chị rồi cái mã cổ phiếu nó cũng tương đối khá là quen thuộc rồi không phải là cái gì đó quá là cao siêu à, nhưng mà quan trọng nhất là gì anh chị phải cần có thời gian để mà anh chị nắm được và anh chị phải tập trung vào doanh nghiệp thôi. Còn thị trường này rõ ràng là thị trường nó biến động tăng tăng giảm giảm thì mỗi ngày đâu ai đoán được chút điều gì? Đó, cho nên là anh chị là một nhà đầu tư thì anh chị phải xem doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp của mình mà nó vẫn như vậy, nó vẫn giống như những gì mình mua từ ban đầu thì mình phải nắm giữ nó tiếp chứ. À, còn đối với là anh chị nào là nhà đầu cơ à, thì giống như ngày hôm nay nè, ông cũng có làm một cái quan điểm để chia sẻ cho anh chị nè, à, cũng khá là cụ thể để cho anh chị của chúng ta nắm nè đó. À, nếu mà anh chị là một nhà đầu tư đó. Thì các mà cổ phiếu này là anh chị nên mua là tại vì sao nó chiết khấu quá là ok rồi quá tốt rồi còn doanh nghiệp thì nó đâu nó đâu có vấn đề gì đó đâu đúng không ạ à? còn đối với là anh chị là một nhà đầu cơ đó các mà cổ phiếu nè, bất động sản như DG, CEO Đức Xanh còn chứng khoán thì VND và VCA hay là SHS thì chúng ta phải lựa chọn như thế này để mà chúng ta đánh giá được như thế, thế là quan điểm của đông đó, là không phải là bây giờ là chúng ta mua cái gì chúng ta bán cái gì hay là bao giờ thị trường tạo đấy mà quan trọng là anh chị là nhà đầu tư là anh chị là nhà đầu cơ và sau đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để mình ta trao đổi với nhau và khi mà anh chị đã xác định được chúng ta là nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ và anh chị đi trao đổi với là những cái bạn làm tư vấn cho anh chị không phải là đông cũng được thì người ta cũng sẽ dễ tư vấn cho anh chị hơn và lúc mà khi mà tư vấn thì họ cũng sẽ không có bị cháo quan điểm với anh chị tại vì nhiều lúc đó là họ chia sẻ với anh chị là gom cổ phiếu thì anh chị mua mà lúc đó nó chưa tăng nó giảm thì anh chị lại lại khó chịu còn nhiều lúc là chúng ta đánh đầu cơ thì đa số người đông thấy bây giờ các anh em bạn bè họ làm rocker thì họ cũng làm tương đối là là chuẩn chỉ anh chị à, nhà mà cổ phiếu đầu cơ nào thì họ cũng có một cái vùng giá cắt lỗ và nhiều khi là chúng ta đánh đầu cơ nhưng mà chúng ta lại tiếc nuối à, nhưng mà tiếc núi thì lại sai trong đầu cơ rõ ràng là chúng ta lại lỗ lỗ xong thì chúng ta lại có những cái tâm lý tương đối là tiêu cực trong à, đánh giá thì thật ra là cũng không ai muốn là mang lại một cái thua lỗ cho người khác chẳng qua là thị trường thì nó là muôn hình vạn trạng khó khăn thì chúng ta mới có nhiều cơ hội để chúng ta nói với nhau về những cái vấn đề này. Còn lúc mà thị trường tăng thì đông nghĩ nói những cái này thì anh chị cũng không có 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 hứng thú để nghe. Lúc đó anh chị chỉ cần biết là à đông ơi cho anh chị ba uh, chị cái mình mua cái gì, mình uh, mua cái gì để ngày mai mình có lời. chứ còn uh, nghe về những cái đầu tư này thì đông nghĩ là phải có những cái lúc thị trường khó khăn lắng lại, mình nghe đông nghĩ nó sẽ khá là hay ha cập nhật thêm cho anh chị ngày hôm nay thì uh, spv hôm nay cũng hút rồng hút 7.700 tỷ Thật ra nó cũng giống như những cái à, giai đoạn trước thôi. Đồng đánh giá thì cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Tối nay thì chúng ta có một cái thông tin là về Fed. Fed tối ngày hôm nay thì sẽ có một cái sự kiện đó chính là họ sẽ bán đô, Ê, sorry anh chị. Họ sẽ quyết định một cái mức lãi suất à của tháng 11. Nhưng mà cũng có nhiều cái dự báo là khả năng họ sẽ không tăng lãi suất. Nhưng mà cái mà đông kỳ vọng nhiều nhất đó anh chị, cái mà mình kỳ vọng nhiều nhất ở thị trường á đó. đó chính là mình kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ sẽ có một cái mức độ được phép chia sẻ về một cái lộ trình lạm phát. Hồi chiều thì Đông có gửi cái hình này vào trong nhóm để Đông mở cho anh chị xem luôn ha. Đây, đây là cái chỉ số CPI của Châu Âu, thì nó đang có xuống là nhiệt tương đối rồi. Và Châu Âu là một trong những cái nền kinh tế bị phụ thuộc khá là nhiều về mặt giá xăng dầu, nên là cái CPI của Châu Âu tương đối là nó sẽ khá là khó chịu hơn và sẽ khó hạ nhiệt hơn so với lại Mỹ nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì rõ ràng CPI của họ đã có sự hạ nhiệt tương đối rồi nên về cái việc của Mỹ trong đánh giá cũng chỉ là một trong vấn đề một sớm một chiều thôi và cái câu chuyện một cái mức lãi suất cao nó vẫn sẽ có thể tiếp tục sang năm sau nhưng mà cái mà nhà đầu tư kỳ vọng nó không phải là bây giờ là nó cao nữa tại vì ai ai cũng biết là nó đã cao rồi mà bây giờ người ta kỳ vọng là gì là Fed đưa ra một cái mức à, bao giờ À, sẽ giảm lãi suất dựa theo cái CPI và cụ thể nó sẽ như thế nào như thế nào thì đồng nghĩ khi mà nó có lộ trình thì nó sẽ là một trong những cái cú hích khá là lớn cho thị trường chung của chúng ta và anh chị có thể là quan tâm mình thêm những cái yếu tố đó anh chị ha và cảm ơn cả nhà rất là nhiều hãy dành những cái khoảng thời gian quý báu của mình để lắng nghe những cái chia sẻ của đông trong video tối ngày hôm nay và nếu như anh chị cảm thấy video hay cũng như hữu ích anh chị cũng hãy là để lại cho đông một like để ủng hộ cho đông làm cái video sau tốt hơn và chất lượng hơn ha và chào tạm biệt anh chị và chúc cho anh chị sẽ có một phiên giao dịch ngày mai thật là xanh tím cũng như là thắng lợi anh chị ha